Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Xa nhau thật rồi. Xa thì kệ mẹ xa. Một đứa tận là nước ngoài một đứa ở đây. Mẹ xa là đúng như lằng nhằng. Giờ đéo làm bây giờ nãy rồi đã ăn cơm sớm sớm kì ăn rồi mới ngủ ăn rồi mới ngủ mới đi chơi thôi. Tết rồi, bữa nay Tết nhà anh chứ phải hết hôm 30 6-7 giờ tối mới được nghỉ. Những năm trước đầu rửa xe 10 giờ vẫn bảo chú ơi bác ơi con rửa xe được không, thôi thì mẹ không cho tao đón giao thừa à, các cụ thì đi về hết rồi, cái bọn nó toàn đi chơi cả, đi mua quất đào rồi, đi mua quất đào cho xe bẩn lại đi ra rửa, thôi mẹ lắm rồi ai rửa nữa giờ, nhưng mẹ đã được đi chơi giờ tao mới được nghỉ đời vẫn bắt tao rửa nữa, chịu thôi ai làm gì được giờ. Gãy rồi chứ. Đập phá hoại. Đập phá hoại rồi. Đúng không? Đập phá hoại. Làm tầm 4 phút rưỡi một video thôi thì nó nhanh. Làm nhanh nhất có thể mà. Vậy là mình đã tô màu xong các bạn. Mà tính tô màu đẹp hay đi tìm like và tìm kênh cháu thích các bạn rất nhiều. Đi làm tiếp tục đi tô màu nhé. Đấy quy không cái vải quy sạch pin rồi. Sáng cái đầu bộ ấy, sáng ông bé, ông sinh viên, cậu cũng đi học, vẫn đi học. Vẫn đi học ư? Ừ, đã được nghỉ giờ. Đã phải như bọn là, đã phải như đại học cao đẳng nghe, bọn này chấp nhận rồi, chấp nhận 27-28, chấp nhận 27-28. Nhà anh nó cần trả ư? 27 đi học. Ra nên lấy cặp sách đi thấy cái bố đó đi chơi xuống nghề thôi đéo đi học nữa. Người có mẹ tên luôn. Các mẹ vẫn bắt đi học nốt hôm đấy để các mẹ mà. Mày mày luôn nha. Người sợ. Em phải sắp vào.
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình đi tô màu nhé. Ngồi rất lâu nha. Ngồi rất lâu nha. Có khi là 4 phút 10 rồi nên cố tình nói thế. Để cái 4 phút rưỡi. Cố tình nói thế, lấy nói mất 20 giây như thế. Nói là cần nói là cần để cho nó giải quá tệ. Quá đột phát chứ đi không? Bỏ biển à? Em bỏ hến à? Bỏ hến. Tính rõ hến. Chết tiệt. Chết tiệt. Chứ em chứ cũng thằng nào. Dễ tăng nó xí. Ờ nhỉ, tôi mất một cái lần nữa. Ui. À, tụi mày ngay cho nó đẹp mà. Bạn nghe cái lần số bọc. Không bảo một tí nữa. Kê nó vào thôi, cái đầu này. Kê nó vào. Đố ấy kìa đó. Chó mà đời ơi. Đã một kê nó vào. Rồi cái này kê cái ra gì cái kia. Không có đỏ không. Nặng quá. Thôi rồi. Cái mình thi nó phải. Cái mình người biết. Ngày bên cơ đi. Rồi đó, vừa vào lại được cái gì. Trẻ kê vào không nó nổ mà. 10 giờ rồi, về đi ăn cơm đi. Cho con gạch vào em. Đó là cho vào. Đó là kê. Đó là sang bên này lấy con gạch. Rồi kia về hòn gạch. Ở trên đất này có hòn gạch rồi. Có hai cái áo kỳ rồi. Rồi có hai cái túi rồi, túi gạch rồi. Này cái dây dây điện nó điện được. Thả ra vào là được. Cho nó đỡ đỏ. Một bộ rồi, một bộ cái. Các bạn vẫn đóng đất. Đất các bạn nhỉ. Đấy như hôm qua hôm kia mẹ lu cái kia mình sẽ làm ở đây cứ rung từng đống đất. Thế nào nhà ăn cơm đất. Những nhà nào ở gần đấy, nhà nào mà yếu móng yếu nứt hết, một thời gian cho nứt hết mà. Vậy là mình đã đi tô màu xong, các bạn là các bạn tính tô màu đẹp hay nhà nào làm lâu lại còn xây bằng vôi hay là nhà cấp 4 nứt hết. Cáo đi lên nha. Cái gì chuyện với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tội. Cho chèn vào mà em. Trời ơi. Đây là cái tội phong ấn nhiều quá không biết đấy. để cho bên này thì bây giờ bên này vẫn thấy có hoạt động của mình cơ. Đây là anh Trăng lừa dối đấy. Trên cái tội nói nhiều đấy, nghe thấy chưa? Nãy ý thôi. Một mình cái men què bố quá. Chân xanh này. Không có sợ được tí. Cái thế rửa cảnh như bằng 3 cái anh. Cảnh như bằng 3 cái. Mấy 3 cái. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin like, để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Cái thằng kia chặt bẻ chân gì.